chồng Đoàn Di Bằng tuyển quản gia cho biệt thự 400 tỷ, đọc yêu cầu mà hoa cả mắt. Đoàn Di Bằng và chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ luôn khiến netizen xôn xao bàn tán về cuộc sống thượng lưu của mình. Từ chuyện căn biệt thự 400 tỷ, siêu xe, kim cương khủng đến chuyện thuê giúp việc cũng gây chú ý. Cách đây vài ngày, Đoàn Di Bằng chia sẻ ba bà Vũ có nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa và ba cô con gái của cô có mức lương tổng cộng 100 triệu. Dù hai vợ chồng nữ đại gia đã thông báo gia đình không tuyển thêm người, nhưng netizen vẫn nháo nhào ứng cử. Mới đây, ông xã Đoàn Di Bằng, Nguyễn Quốc Vũ cũng tiết lộ thêm rằng sẽ tuyển quản gia sau khi gia đình chuyển về biệt thự 400 tỷ. Ngoài ra, đại gia này còn thả nhẹ một bản yêu cầu đối với quản gia và nhận được sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, yêu cầu tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể kèm cặp bé cùng học tiếng Anh. Có bằng lái xe có thể đưa đón con em đi học. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm. Được các chuyên gia về tâm lý, giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, xuất khẩu lao động, phòng cháy chữa cháy, bác sĩ, chuyên viên tư vấn về dinh dưỡng, đào tạo các kỹ năng giúp việc nhà như đi chợ lựa chọn thực phẩm, lên thực đơn, kỹ năng quản trị tài chính, kỹ năng nấu nướng hương vị ba miền, dọn dẹp nhà cửa, kỹ năng quản trị nhà, giặt quần áo, sử dụng trang thiết bị, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghe điện thoại, chăm sóc em bé, chăm sóc người già, kỹ năng tổ chức bữa ăn, kỹ năng chăm sóc sức khỏe. Ý thức thái độ nghề nghiệp cao, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, Lao, Giang Mai, người giúp việc được khám sức khỏe tại bệnh viện uy tín. Ngoài những gạch đầu dòng về trình độ hay sức khỏe, bình luận của Nguyễn Quốc Vũ còn có cả yêu cầu về 7749 kỹ năng mềm, nhìn muốn hòa mắt. Điều này khiến netizen không khỏi thắc mắc, mức lương cho quản gia nhà đại gia quận 7 sẽ là bao nhiêu? Tuy nhiên, cũng ngay phía dưới bình luận yêu cầu này, ông xã Đoàn Di Bằng đã giải thích rằng mình chỉ đang tham khảo quảng cáo của công ty cung cấp quản gia, không phải của gia đình. Dẫu vậy, nhiều người cũng dự đoán sắp tới, nếu đại gia quận 7 tìm quản gia cho biệt thự 400 tỷ, thì cũng sẽ có những yêu cầu tương đương mà thôi. Cách đây ít ngày, Đoàn Di Bằng tiết lộ sẽ đập bỏ căn biệt thự trên nền đất cô mới mua để xây một căn hoàn toàn mới theo ý mình. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý, bởi lẽ căn nhà nữ đại gia muốn đập bỏ thực chất đã rất hoành tráng. Nhiều người cho rằng việc đập biệt thự đi xây lại như vậy là cực kỳ phung phí, thậm chí có người không ngại ném đá kịch liệt. Kết quả là trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Bằng vừa phải làm hẳn một video dài chỉ ra nguyên nhân đằng sau hành động của mình. Theo nữ đại gia, mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, chứ không phải do cô chơi ngông hay thừa tiền. Mỗi người thuộc một hoàn cảnh khác nhau sẽ có cách suy nghĩ khác nhau và tạo ra những hành động khác nhau. Có lẽ bạn đang ở thuê, bạn chưa có nhà, thì đối với bạn, giờ có một mái nhà, miễn là nhà của mình thôi là đã đáng mơ ước rồi, không cần gì nhiều hơn. Bởi vậy khi các bạn thấy một căn biệt thự như vậy mà băng đập xuống thì các bạn tiếc. Nhưng bạn nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở việc các bạn nói rằng tôi cảm thấy tiếc quá. Chứ các bạn đừng có chửi băng vì băng và các bạn khác nhau, cô chia sẻ. Đoàn Di Bằng cho hay cô bỏ ra một số tiền rất lớn là để được ở một căn nhà đẹp hơn theo ý mình, chứ không phải theo ý người khác. Đối với mọi người, có thể căn biệt thự hiện tại đã quá đẹp, quá lộng lẫy, nhưng với nữ đại gia thì nó lại hết sức bình thường. Một cái nhà quan trọng lắm, nếu bạn ở trong không gian mà bạn thích, bạn cảm thấy thoải mái thì bạn sống thấy rất sướng, rất vui. Khi đó, đồng nghĩa với tâm trạng bạn thoải mái theo và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Nói đơn giản, khi bạn ở cái nhà mà bạn thích thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nữ đại gia thẳng thắn. Bên cạnh đó, Đoàn Di Bằng cũng giải thích lý do vì sao nhất định phải mua cả căn nhà mà không chỉ mua mảnh đất. Theo đó, hai vợ chồng nữ đại gia đã đi tìm mảnh đất ưng ý trong mấy tháng trời thông qua rất nhiều nhà môi giới, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng muốn tìm quỹ đất 700 đến 1.000 mét vuông trong khu phố Mỹ Hưng như vậy là không còn nữa. Do không còn đất trống nên Di Bằng buộc phải mua cả nhà cả đất. Một lý do khác khiến vợ chồng cô nhất định phải đập bỏ hoàn toàn biệt thự cũ là vì muốn có chỗ đậu xe hơi. Cô không muốn tình trạng xe hơi chục tỷ nhưng phải đậu hết ngoài đường như căn nhà hiện tại, như vậy rất xót xe. Thậm chí, nữ đại gia không ngại tiết lộ, sau khi có nhà mới, vợ chồng cô sẽ còn mua xe đắt hơn và đơn vị là tính theo hàng chục chiếc.